Hàng loạt bảng xếp hạng quốc tế sướng tên Việt Nam. Trong tháng 10 năm 2021, Việt Nam đã xuất sắc được sướng tên trên các bảng xếp hạng về kinh tế, du lịch, nơi đáng sống, vân vân. Theo truyền thông nước ngoài cùng các chuyên gia quốc tế, Việt Nam đã và đang khẳng định vị thế vô cùng đặc biệt của mình trên trường quốc tế, bất chấp những khó khăn và thử thách. Mặc dù vẫn còn một số quốc gia đang phát triển, nhưng Việt Nam đã có một số lượng dự trữ ngoại hối tăng nhanh, điều đó đặc biệt thể hiện qua việc từ vị trí thứ 32 trong tổng số 50 quốc gia chủ nợ lớn nhất của Mỹ vào tháng 6 năm 2021 đến tháng 10 năm 2021. Thứ hạng của Việt Nam trong báo cáo đã tăng lên ở vị trí thứ 30, vượt qua Thụy Điển và Italia. Trong lĩnh vực xuất khẩu, Việt Nam cũng đang ngày một khẳng định vị thế quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Tuần qua, trang so sinh journal của Mỹ đã có một bài viết nói về việc Việt Nam đã xuất sắc vượt qua nhiều quốc gia, trở thành nước xuất khẩu giày dép lớn thứ hai thế giới trong vòng 10 năm qua trích dẫn số liệu từ World Footwear Yearbook năm 2021, năm 2020, Việt Nam xếp thứ hai thế giới về xuất khẩu giày dép. Theo đó, Việt Nam đã xuất khẩu 1.233 triệu đôi, chiếm 10,2 tỷ phần. xếp sau Trung Quốc, xuất khẩu 7.402 triệu đôi, chiếm 61,1 phần thị phần. Ngoài ra, vị trí của Việt Nam trên thị trường toàn cầu còn được khẳng định trong năm 2021, Việt Nam chính thức vượt mặt Trung Quốc trở thành nhà xuất khẩu nội thất lớn nhất sang Mỹ bất chấp khủng hoảng. Điều này được trang Furniture Today của Mỹ công bố dựa theo báo cáo mới nhất của Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ cho biết. Trong năm 2020, Việt Nam đã xuất khẩu 7,4 tỷ đô la đồ nội thất sang Mỹ, tăng 31% so với năm 2019, vượt qua Trung Quốc với 7,33 tỷ đô la giá trị xuất khẩu cùng kỳ. Mức xuất khẩu này của Trung Quốc đã giảm 25% so với năm 2019. Theo Furniture đây, mặc dù khoảng cách không lớn, nhưng vị trí của Việt Nam trên thị trường toàn cầu đã cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của ngành nội thất trong những năm vừa qua. Bức tranh kinh tế Việt Nam còn đặc biệt điểm tô thêm nhiều màu sắc tươi sáng thông qua bài viết của trang Channel New Asian dựa trên số liệu Tổng cục Thống kê ngày 29 tháng 10. Theo Channel New Asian, bức tranh kinh tế Việt Nam đang dần có nhiều điểm sáng hơn. Các chuyên gia kinh tế, thể chế tài chính lớn tin tưởng sau khi mở cửa lại nền kinh tế việt nam sẽ tiếp tục là điểm đến thu hút fdi hàng đầu trong khu vực nhờ nền tảng nội tại vững chắc hệ thống kinh tế tự do hơn nữa xu hướng fdi vào việt nam vẫn sẽ tăng lên đây là dấu hiệu cho thấy nhà đầu tư quốc tế vẫn kỳ vọng vào việc phát triển hoạt động kinh doanh tại việt nam câu chuyện thành công thu hút fdi của việt nam cũng được trang dựa mch trader của anh nhận định qua bài viết với nội dung việt nam là quốc gia có nền kinh tế rất mạnh và sẽ ngày càng tốt lên đặc biệt Việt Nam chính là câu chuyện thành công điển hình tại châu Á. Theo The Amche Trader, Việt Nam là một trong những quốc gia Đông Nam Á có khả năng chống chọi tốt với đại dịch COVID-19 và cũng có thể hưởng lợi từ xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng trong khu vực. Việt Nam vẫn là nền kinh tế châu Á phát triển nhanh chóng và không phải đối mặt với các vấn đề đại dịch như một số quốc gia khác. Tăng trưởng GDP vững chắc và dân số đông đã tiếp sức cho Việt Nam cạnh tranh hiệu quả với các nước trong khu vực trong lĩnh vực sản xuất và công nghiệp nặng là một quốc gia thành công ký kết nhiều hiệp định thương mại. Tuần qua, trang The Business Times cũng đã có bài viết trích dẫn báo cáo gần đây với nhận định Việt Nam chính là quốc gia thành công thu hút được nhiều lợi ích nhất trong khu vực trong bối cảnh hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN Trung Quốc tiếp tục khởi sắc. Theo đó, Việt Nam, quốc gia có thương mại song phương với Trung Quốc với mức độ tăng trưởng nhanh hơn tất cả các nền kinh tế ASEAN khác trong hai thập kỷ qua, được cho là chiến thắng lớn nhà kinh tế Chu Han Teng của BDS dự đoán trong bài viết đăng tải trên The Business Times, bất chấp những ảnh hưởng đến từ COVID-19 khiến ngành du lịch bị khủng hoảng, hầu hết các quốc gia trên thế giới đều phải đóng cửa, không đón khách. Nhưng giải thưởng du lịch thế giới World Travel Award vẫn vinh danh Việt Nam ở rất nhiều hạng mục quan trọng. Riêng tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Việt Nam được vinh danh ở rất nhiều hạng mục nổi bật, đặc biệt là điểm đến hàng đầu châu Á năm 2021. Cần nhắc lại rằng, Việt Nam cũng đã được vinh danh hạng mục này trong các năm 2018-2019. Cũng trong thông cáo báo chí mới đây, tổ chức World Travel Awards đã đánh giá cao chiến thắng của Việt Nam và mô tả đây là quốc gia đã vươn lên trong khó khăn để trở thành điểm đến hàng đầu châu Á. Bên cạnh danh hiệu Asian Leading Destination, Việt Nam còn được tôn vinh là điểm đến du lịch bền vững hàng đầu châu Á và Tổng cục Du lịch đạt danh hiệu Cơ quan Quản lý Du lịch hàng đầu châu Á.